Bây giờ chúng ta đang trên đường đi Capramatta. Và hôm nay rất là kẹt xe này nha các bạn. Hôm nay Damon sẽ review rất là nhiều không khí đón xuân ở Úc của Úc Châu nha. Chúc vui vẻ. Ngon rồi nha. Nhà nhà đón xuân và tươi ngon thơm. Mua lá với bánh tét. Tét thì cần phải có thịt ba rọi nữa. Ngon. Bông đẹp ha. Đẹp ha. Bông mai như vậy. Ngon à. Chừng. Đây là bánh tổ nè. Cà chua nè. Đây là broccoli. Rất là nhiều rau quả tươi để ăn trong những ngày Tết nè. Đây là cà tím nè. Cà tím thơm ngon tươi. Carrot, mãi carrot đâu. Lấy mình. Khổ quá. Khổ quá. Ăn một năm chơi nó khổ quá. Cái thơm này. Này đẹp à, len à. Nice. Dừa này là của nước product of Australia, của nước Úc lặn nha. Ai để bánh đi. Cong cong. Chỗ nào cũng kẹt xe hết. Ngon à. Ôi, bánh tét bự lắm nè. Đẹp quá nha. Trời, tiếng music. Bánh mứt nè, chè đậu, ngon quá. Bánh chưng đây, tỷ đen nha con. Đây bánh chưng nè, đây ha. Mì đen nè, cái chiếc khao là đi coi. Đây nè, kỹ đó khao. Ôi, khao à. Ring 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 ring.
Hơi khao cái nè. Năm Tân Sửu rồi. Chào mừng các bạn đến với channel của Diamond. Năm mới Tân Sửu 2021. Diamond kính chúc tất cả đại gia đình của chúng ta một năm mới an khang thịnh vượng, an vui, dồi dào sức khỏe nha. Và nhiều thành công. Hôm nay Diamond sẽ review Capremetta vào những ngày cuối năm, bà con đón Tết năm mới 2021 như thế nào nha. Review rất là nhiều cảnh, nhiều món ăn độc lạ, nhiều trang sức lộng lẫy để đón xuân Tân Sửu nha. Ok, chúng ta bắt đầu đi tham quan nha. Và rất nhiều video đến với các bạn xem á. Các bạn nhớ vui vẻ nha. Wow, ông Huệ. Bông á, bông chừng đẹp, rất là đẹp. Việt Nam banana. Dưa hấu này lưỡi nè. Dưa hấu à. Chị ơi mày vô luôn chị ơi. Bông tươi. Để thấy nè. Cái cây này tại gì à? Mình không chỉ tìm là quê. Đây nữa nè. Lotus à. Đây, lotus nè. Bông sen á, bông sen lotus á. Good ha. Interesting á. Này, cái này this one là last hủ lòng à. Qua thả ra. Nice ha. Yeah. Oh, nice, huh? Chào mừng các bạn đến với kênh channel Diamond nha. Chúc các bạn một năm mới thật là vui tươi ha. Chúng ta sẽ cùng nhau review Capremetta những ngày cuối năm và con cô bác đi chợ Tết vui như thế nào nha. Quá wow, hấp dẫn nè. Dễ thương quá đi. Đi chợ Tết vui quá đi. Năm Tân Sửu rồi. Mọi người có nhiều ước mơ gì nè. Hãy kể cho nhau nghe nha. Và mua rau cải. Cái này của anh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
kẹt xe nữa. Đây. Na 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 na. Đèn à. Darling, you want cherry, darling? Darling, darling. Cherry, cherry. Darling, you want cherry? $10 one kilo. Rẻ quá trời luôn, $10 per kilo. Ăn mệt nghỉ luôn. À, đi tí này thì bị gift á, one box gift nè. Tặng quà, một thùng đây. Wow, ngon dễ sợ. Hả? Hả? À, bên quệ nè. Đẹp tươi nè. Năm nay không có nóng lắm cho nên bông nó vẫn tươi. Nhà nhà một chậu bông thọ, vạn thọ. Bánh mứt đây, mại vô. Các bạn nãy giờ xem có vui không? À, Capramatta lúc nào cũng nhộn nhịp, những ngày chợ Tết là càng rộn ràng nữa. Nhà nhà đều muốn nấu bánh tét ha. Heo quay, giò quay, đủ cái món ăn hết. Đói bụng chưa? Wow. Bông nữa. Wow, ngon à. Ngon quá. Áo dài nè. Muốn mặc áo dài không? Huy là lụy hả? Chợ nhiều đồ ăn. Cây chuối cũng bán luôn. Wow, dễ thương nữa. Rau muống xào. Tay mình xe mãi dơ bà ơi. Mãi dơ. Fish. Athen thì có shop. Tổng hợp mai tôm mấy chị ơi. Wow. Anh chị nào có nhu cầu nấu em nấu luôn. Wow. Ồ, nấu luôn. Ngon vậy. Rẻ luôn. Wow. Thả nha. Tôm hùm. Nấu nhiêu tiền vậy? 15 đồng tiền cho một tí thôi. Wow. Mấy chị nghỉ đi. Mua một chai sốt là hết gần 20 đồng rồi. Quá ngon. Rồi mua dầu 2 lít dầu. Giảm mỡ nó không? Chị mua con tôm 2 kg có 30 đồng. Giảm mỡ. Chị nói chị mua cho con tôm là 7 đồng một phần. Try đi. Try it. 3 món luôn. 2 chị mua 2 kg có 30 đồng. Con này 5 kg. Wow. Wow. Tươi à. Giảm khúc không? Nè bim bíp nè. Pippi á. Đó là tôm tươi đồ biển. Ngon nha. Chúc mừng. Này canh tím à, có lộn không vậy ta? Tâm sủ chứ. Tân sủ đi ra biến thành canh tím. Sầu riêng nè. Sầu riêng, ái sầu, riêng em không sầu. Wow. Hồng. Wow. Thôi. Và trái hồng á. Cảm ơn em. Đủ lèn. Wow, đu đủ á. Được chưa? Cái này sáng giờ bán trái rồi. Mang đăng xem 40 đồng một thôi. Wow, chị em à. Yeah, well, what? Hả? Banana kìa. Xoài nè.
Thơm ngọt đây. Thơm ngọt ta. Chương trình mua tóc nha. Ai có nhu cầu tóc không? Tóc dài, tóc ngắn. Năm mới, một mái tóc mới. Trải nghiệm một mái tóc mới nha. Oh, scarf. Thử thử cái món tóc này coi. Đẹp không? Đẹp quá đi. Oh, different type of hair. Bây giờ thì Diamond đang ở trên tầng cao nhất của Car Park Cabrometa. Diamond sẽ review cái khung cảnh Car Park hôm nay nó đông như cỡ nào luôn. Đông quá trời luôn, kẹt hết, không có chỗ đậu xe luôn. Trời ơi. Đây nè. Đấy, biết gì à. Ôi, ngạt luôn á. Nó sảy chưa? Bưởi nữa. Dừa. Đông vui ha. Bánh cầu quá. Năm nay ăn Tết giàu to rồi đó. Nhà nhà đều có nhiều món ăn ngon nha. Ok, thanks for watching and be in my movie star. Chúc các bạn thành công nha trên tất cả những chặng đường đã bước qua. Ok. Ok. Come on. Good. Right. Yep. Ăn giặt tiếp nữa. Ăn bưởi nè, cốc nè. Rồi, nhắm mì à. Chảy nước miếng chưa?